Chơi với cá chung với Tion. Tion muốn giới thiệu đến các bạn hiểu rõ hơn về chương trình học lặn cấp bằng người cá quốc tế level 2 là áp dụng cho những bạn đã học xong bằng level 1 trong hồ bơi thì mình mới được ra biển nha các bạn. Phải nắm rõ 3 kỹ thuật bơi lặn căn bản, đứng nước kiểu người cá và giữ thân nhiệt trong nước tốt. Tiếp theo là phải học kỹ thuật biểu diễn căn bản và nín thở lâu trong nước của level 2 cũng ở trong hồ bơi. Sau đó Tion mới sắp xếp chương trình cho các bạn ra biển để thi lấy bằng, đặc biệt là biển Nha Trang. Thì ở Việt Nam là biển Nha Trang là tốt nhất. Rồi khi ở ngoài biển buổi sáng á là mình sẽ tập bơi trên biển để làm quen với môi trường. Sau đó thầy người cá lóc sẽ hỗ trợ Tion dạy các bạn học lặn căn bản với bình khí thở. Tiếp theo là mình sẽ lặn thử vui chơi với các loài cá và cho chúng ăn, để các bạn thấy những chú cá ở dưới biển dễ thương thân thiện như thế nào. Vậy mà người thường lại muốn bắt chúng ăn thịt mỗi ngày. Trở thành người cá được bơi ra biển lớn rồi các bạn mới thấy được sự nhận thức sai lầm khi còn là người thường là như thế nào. Đến buổi chiều mới chính thức vào phần thi sự kiện cấp bằng người cá quốc tế level 2 thật sự. Thì từ level 2 trở lên là chúng ta phải thi ở ngoài biển hết các bạn ơi. Thì ở mức level 2 bạn phải lặn sâu 6m để lấy hơi thở ở trong bình khí, rồi lặn ra chỗ Tion rồi quành về. Đơn giản thôi, làm được càng nhiều lần thì điểm sẽ càng cao. Nếu bạn cầm chắc cái bằng người cá level 2 trong tay thì sẽ có cơ hội đóng phim người cá chuyên nghiệp hoặc bơi biểu diễn trong các thủy cung khách sạn lớn trên thế giới ở Dubai, Malaysia, Hồng Kông. Đang rất cần người cá. Trở thành người cá là một cái nghề mà có mức lương khủng nhất hiện nay. Nhưng các bạn nên nhớ, Tion có thể bỏ cơ hội làm thầy người cá ở nước ngoài để đào tạo các bạn thành người cá ở Việt Nam. Không phải vì tiền, mà muốn thiên nhiên động vật được cứu. Đó mới là lý tưởng sống của chúng ta, của những người cá tiên cá thực sự. Khi bạn đã trở thành người cá rồi sẽ được tiến hóa về mặt thể chất lẫn tinh thần, sống được trên bờ lẫn dưới nước, có được kiến thức trọn vẹn của 3/3 thế giới, mà bạn còn ham tiền, mê vật chất thì không xứng đáng trở thành tiên cá biết tất cả. Nên ở cái mức level 2 này sẽ cho các bạn những trải nghiệm thực tế về thế giới dưới nước. Bạn người cá nào muốn tu luyện thành tiên cá thì chắc chắn phải làm những việc mà kẻ khác không làm. Đừng vì việc tốt mà bỏ mặc việc xấu qua một bên. Thì như vậy bạn sẽ được tăng trưởng rất nhiều công phu tu tập để trở thành tiên cá. Nếu chỉ có cái tốt đến với bạn mà cái xấu không quan tâm đến bạn thì bạn cũng không thể thực hiện sứ mệnh cứu thiên nhiên và động vật của mình. Tục ngữ có câu chịu đấm ăn xôi cũng là thế này. Chúng ta phải luôn đề cao cái thiện và dám đứng lên chống lại những thứ tiêu cực, hiên ngang bơi giữa đất trời, không sợ sanh tử, không sợ phiền não, không sợ gì cả, thì mới trở thành tiên cá biết tất cả được chứ, đúng không nào?